Chiều hôm qua, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong đường dây ma túy do hot girl Trần Kim Yến, 31 tuổi, ngụ quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Bản án tuyên bị cáo Yến tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo lĩnh án tử hình. Các bị cáo còn lại mức án từ 5 năm đến 14 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Yến từng có vỏ bọc hoàn hảo khi là hot girl, chủ một cửa hàng thời trang và thường xuyên làm từ thiện. Yến từng đi theo con đường làm người mẫu, tham gia vào giới showbiz. Nhưng vừa vào giới showbiz một thời gian, Yến không vượt qua nổi sự cám dỗ. Cô thử sử dụng ma túy đá và trở thành con nghiện, rồi chuyển sang buôn bán ma túy. Từ năm 2014, Yến trở thành đầu mối cung cấp sỉ và lẻ các loại ma túy, thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nam ra Bắc. Đường dây do Yến điều khiển hoạt động tinh vi, táo tợn cho đến khi bị công an vạch trần vào tháng 1 năm 2017. Tang vật thu được từ vụ án là 26.000 viên thuốc lắc và hơn 8 kg ma túy tổng hợp. Ngoài hành vi mua bán ma túy, Yến còn khai đã bỏ ra 550 triệu đồng để chạy án cho người tình bị bắt vì hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy trước đó, để người này được xử án treo.